Ngày 12 tháng 1, Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công, 55 tuổi, quê Nghệ An và Mai Trung Dũng, 44 tuổi, quê Kiên Giang để điều tra về hành vi mua bán người liên quan đến vụ lừa bán các cô gái vào quán karaoke làm tiếp viên xảy ra trên địa bàn thành phố Dĩ An. Thời gian gần đây, qua rà soát trên không gian mạng, công an phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng các thiếu nữ làm việc với mức thu nhập hấp dẫn tại Bình Dương. Theo điều tra, công an phát hiện Nguyễn Văn Công, là quản lý của một quán karaoke ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Để tìm kiếm các thiếu nữ làm tiếp viên phục vụ khách đến hát karaoke, công liên hệ với Mai Trung Dũng và Phan Thị Hoài Thương, 27 tuổi, quê Nghệ An, đang được tại ngoại để nuôi con nhỏ, tìm kiếm nữ từ 17 đến 22 tuổi đưa vào quán làm tiếp viên. Công trả cho Dũng, thương, từ 5 đến 8 triệu đồng khi tìm được một cô gái đưa đến, tùy ngoại hình người xin việc, số tiền này công sẽ trừ vào tiền lương các cô gái sau khi vào làm việc. Sau đó Dũng thương đăng tải các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, khi tìm kiếm được các cô gái cần việc làm, hẹn gặp phỏng vấn, nhận việc làm, nhưng sau đó thì chở thẳng đến quán karaoke giao cho công và nhận tiền. Các nghi phạm khai nhận trong tháng 12 năm 2023 đã lừa ba cô gái đưa vào quán làm tiếp viên phục vụ khách hát karaoke hiện công an thành phố dĩ an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc